Rocky. Đúng Harris kìa. Mà xạ thủ á. Xạ thủ mà lại giống Harris. À, Nie là có phải không nhỉ? Tiền mới Nie mà nó đeo gông đúng không? Mà người nó hơn mọi tiền tím như đúng không? À, hình như là tiền Nie. À, Vick chứ. Còn Vick. Còn Vick gì ít chứ. À không, còn Vick còn khác. Nhưng mà Nie biết con đấy à? À, biết con đấy. Nhìn đàn lê phù thủy Nam. Ờ, Nam này Nam dễ mà. Làm video đấy, chỉ có như tao làm này thôi. Làm vớ vẩn thôi. Quỳ, quỳ ba phát trực cả ba. Một hit, sáu ba đam. May còn anh còn tìm được đam mê. Đam mê về kiếm tiền, về chơi game. Mà mày mà chơi nữa thì anh em đánh liên quân cũng được, game liên quân cũng làm được, game khác cũng làm được, nhưng mà không nên làm game khác. Bọn khác nó vẫn làm không phải, mà là game này nó có nhiều nhân vật, nó có đa dạng, nó ít bị lặp. Mày bảo mỗi trận này có giống nhau từng video. Ừ, nó đa dạng đúng không? Thì là mày tích cùng một tiếng nhưng mà đối thủ mày gặp lại khác, đi đường mày gặp lại khác, lên đồ lại khác đúng không? Đấy. Thì khả năng mày bị video của mày bị trùng khác, mày làm thêm, mày làm được nhiều, mày làm được bền, hiểu không? Mày đỡ bị, mày đỡ phải đổi các kiểu mất việc này. Ăn lính nhé, lính 63 chết này. Bố láo, phi tay, phi, trời ạ. 58 đam này, 2 hit, nhảy vào đây, phi tiếp, ăn lính này, 2 hit, cho mày chết này. Ngon, lượn vào đây rồi ăn, ăn về gà. Thì này, hai hít hết. Ui chưa đấy, rồi đi vào đây, đi vào đây này, hai hít, ba hít. Nghỉ ít chưa đấy. Lé. Đấy, te. Này ăn cờ đẹp đầu tiên. 4 phút rồi. 2 hit. Vào đây. 2 hit. 3 hit này. Tham được 22 đam rồi, 22 lính. Rồi 213 sát thương phép. 1K4 vàng rồi các bạn nha. Kỳ vào đây. 21 vàng tiếp này. Đây đây đây, lé lé lé. Ui, 217, 217 vàng. Đâu rồi, phi, phi tiếp phát nữa. 5 phút 05 rồi, 5 phút 05 rồi. 21 vàng này. Phi
bảy sáu đam à, hít rồi chết đâu lé 216 phép chuẩn bị biến về mô đồ nha, chuẩn bị về mô đồ đây 76 đam rồi lướt chết quy này. Cảm ơn các bạn đã xem trận đấu của Lindale và Vega nhé, trên kênh Triệu Tam Gaming của mình. Ngu học. Quy.